Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Và các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Đạo Quân, tập số 18. Cả nhóm người đi vào thượng thành cùng. Đường Nghi đặt vò rượu một bên, đi đến trước tượng tổ sư gia ở chính giữa, châm ba nén hương, lùi ra sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên tấm tượng ngồi xếp bằng cao cao, nhìn chằm chằm không nói gì. Ba trưởng lão cũng lần lượt tiến lên đốt nhang, lại tiếp tục quay trở về đứng thành hàng sau lưng của Đường Nghi, cùng chiêm ngưỡng thánh dung của tổ sư gia. Đường Nghi im lặng thật lâu, bỗng nhiên chậm rãi quỳ xuống, đột nhiên hành lễ, khiến cho ba người phía sau ngạc nhiên. Quỳ trước mặt tổ sư gia không có gì, có điều vốn dĩ chỉ khi trong đại điển hoặc lúc gặp chuyện thì mới phải hành lễ như vậy. Ngay cả trưởng môn cũng quỳ, ba người bối phận mặc dù cao cũng không thể không quỳ cùng trưởng môn. Đường Nghi hai tay cầm nhang, ngẩng đầu nhìn bức tượng ngồi, gương mặt thành kính nói: Tổ sư gia tại thượng, lịch đại tiên sư tại thượng, Đường Nghi trưởng môn đời thứ 11 của Thượng Thanh Tông quỳ báo cáo tội. Này Thượng Thanh Tông lâm vào tình thế hiểm nguy, khó mà có thể tự kiểm soát, đều trách đệ tử vô năng. Này thời khắc sinh tử tồn vong của Thượng Thanh Tông, đệ tử xin thề trước tổ sư gia cùng với lịch đại tiên sư, nhất định sẽ dốc sức chấn hưng Thượng Thanh Tông. Nếu có bất kỳ sai lầm gì, đệ tử nguyện một mình gánh chịu, khẩn cầu trên trời có linh thiêng phù hộ. Dứt lời, nàng cúi đầu sát đất hành lễ bái ba cái. Ba người phía sau sắc mặt chấn động, họ đều biết Thượng Thanh Tông rơi vào tình trạng như bây giờ, băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, tuyệt đối không trách được một mình Đường Nghi. Vậy mà Đường Nghi trước mặt tổ sư gia chỉ một mình ôm ô toàn bộ trách nhiệm. Ba người nhìn nhau cũng cầm hương dập đầu ba cái. Đường Nghi đứng dậy tiến lên, cắm ba nén hương vào trong lư hương ở trên thần đàn, lại chậm rãi thối lui. Chờ sau khi ba vị trưởng lão cùng cắm hương lui ra, nàng mới quay người đối mặt với ba người, ánh mắt nghiêm túc đảo trên mặt ba người hỏi: Tình cảnh Thượng Thanh Tông bây giờ, ba vị trưởng lão có cách gì để thoát khỏi khốn cảnh không? Ba người trầm mặc, nào có biện pháp gì thoát khỏi khốn cảnh chứ, nếu có thì đã sớm đưa ra rồi. Lan Nguyên Công thử hỏi: Trưởng môn định như thế nào? Đường Nghi nói: Biện pháp tốt không có, nhưng không thể cứ ngồi trơ mắt nhìn Thượng Thanh Tông tiêu vong, không thể ngồi yên chờ chết được. Nếu thực sự như vậy, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ của Thượng Thanh Tông. Từ tội nhân thiên cổ nói hơi nghiêm trọng, khiến vẻ mặt ba người đều ngưng trọng. Bởi vì nàng nói như vậy cũng không phải không được. Nếu thực sự để Thượng Thanh Tông ngã xuống trên tay thế hệ bọn họ, thì họ sẽ không còn mặt mũi nào gặp lịch đại tiên sư. Trên thực tế hoàn toàn có khả năng này. Là Nguyên Công tiếp lời: Trưởng môn có lời gì đừng ngại nói rõ. Đường Nghi liền nói: Tình cảnh Thượng Thanh Tông bây giờ ta không cần nhiều lời, cho dù không có ai giết đến tận cửa, chúng ta cũng bị cắt đứt điều kiện tranh giành tài nguyên tu luyện. Bên Tống gia kia sẽ không cung cấp tài nguyên tu luyện cho chúng ta nữa. Cứ tiếp tục như vậy, cắt mất tài nguyên tu luyện, rồi làm sao ăn nói với đệ tử bên dưới? Lòng người ở đâu? Chỉ sợ đến lúc đó bội phản không chỉ có những kẻ trước mắt kia, mà là toàn bộ Thượng Thanh Tông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó sợ vào cái gì mà thanh lý môn hộ? Cây chuyển chết, người chuyển sống. Ta muốn tạm vứt bỏ tông môn, đệ tử bên dưới Thượng Thanh Tông đi nơi khác giành tài nguyên tu luyện, mưu đồ chấn hưng. Là Nguyên Công và Tô Phá trừng mắt lớn. Đường Tố Tố cũng như là mèo bị giẫm đuôi, thét to: Người Đường Đường trưởng môn, thế mà muốn từ bỏ tông môn tổ đình? Người có nghĩ người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào không? Người trong thiên hạ sẽ cười ngươi vô năng. Người có nghĩ tới hay không? Hai cốt của tổ sư gia cùng với lịch đại tiên sư đều táng tại vùng núi non này, bao gồm cả phụ thân của người đó. Bỏ đi như vậy để mặc người khác trả đạp sao? Sao người có thể nói ra những lời vô điển vong tôn như vậy trước mặt tổ sư gia cùng với lịch đại tiên sư? Có cậu bà còn chưa có nói, trượng phu của bà
con của bà đều được chôn tại đây. Sao bà có thể để người ngoài sang săn bằng mộ phần trượng phu và con trai bà chứ? Hơn nữa hài cốt của vài tiên sư đều đã mất, người còn muốn đào lên rời táng cũng không cách nào rời được. Chỉ rời đi một bộ phận thì có ý nghĩa gì? Thật sự cũng đúng là như vậy. Như Lưu Tiên Tông nói, Thượng Thanh Tông chiếm lĩnh Sơn Bảo Địa, chỉ cần Thượng Thanh Tông vừa đi, lập tức sẽ có người tới chiếm. Rời đi là rất dễ, với năng lực của Thượng Thanh Tông hiện tại, muốn cướp lại thì khó. Là các người tự từ bỏ, là các người không cần. Ngươi dựa vào cái gì bắt người ta phải dọn trả lại cho các ngươi? Đường Nghi mở miệng phản bác. Nếu người của Thượng Thanh Tông đều không còn nữa rồi, thì lấy gì để bảo vệ tổ đình này? Không phải cũng sẽ bị người ta chiếm mất sao? Chỉ cần Thượng Thanh Tông có thể chấn hưng, chỉ cần Thượng Thanh Tông có thực lực, tự nhiên sẽ có ngày để đoạt lại. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn mồ tổ của tổ sư gia và lịch đại tiên sư bị người ta vũ nhục. Nhưng đây là cái giá lớn nhất định phải trả để chấn hưng Thượng Thanh Tông. Nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Ta nghĩ tổ sư gia và lịch đại tiên sư cũng có thể hiểu chúng ta. Ngươi... Đường Tố Tố vung tay áo chỉ vào Đường Nghi, giận quá thành cười nói. Giỏi, giỏi. Tạm thời coi như ngươi nói đúng. Lão thần cũng muốn hỏi trưởng môn một tiếng. Đại Yên Quốc mặc dù lớn, chúng ta có thể đi đâu? Ngươi nói cho ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại muốn học thông Nghiêu Húc Đạo chạy tới tìm Vượng Lăng Ba nương tựa sao? Đường Nghi nói. Đối mặt với khốn cảnh của Thượng Thanh Tông, ta đã từng ngày đêm suy nghĩ. Được biết Thương Triều Tông được Phượng Lăng Ba tiếp nhận, ta thực sự đã nghĩ tới khả năng tìm Phượng Lăng Ba nương tựa. Nhưng không ổn, Phượng Lăng Ba có thể tiếp nhận Thương Triều Tông, nhưng mà không thể tiếp nhận Thượng Thanh Tông ta. Phượng Lăng Ba thu nhận Thương Triều Tông là nhận áp lực. Thiên Ngọc Môn không thể không viết một lời giải thích gửi khắp giới tu hành. Nếu Thượng Thanh Tông ta lại cùng quấn với nhi tử Ninh Vân, áp lực này chắc hẳn là Thiên Ngọc Môn không muốn tiếp nhận. Cho dù đối vương có thể tiếp nhận, thế lực của Phượng Lăng Ba cũng vẫn nhỏ, trước mắt cũng chưa nhìn ra được năng lực khuếch trương gì, vẫn chưa có lực sánh ngang với triều đình. Bản thân Đại Yên Quốc cũng đang trong lúc bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng đứng trước khả năng bị Chư Quốc cắt xé. Thế lực Phượng Lăng Ba nếu đối mặt với đại thế lớn như vậy, e cũng khó ngăn cản. Cho nên trong cảnh nội Đại Yên, cho dù là chư hầu nào thì cũng không thích hợp để Thượng Thanh Tông tâm hưu đồ phát triển lâu dài. Đường Tố Tố cười ha ha, trầm trọng nói. Chẳng lẽ trưởng môn còn muốn dẫn Thượng Thanh Tông nương tựa các nước khác sao? Chuyện bài ngoại ở đâu cũng có, thế lực nước khác cũng sẽ không tùy tiện dung nạp thế lực nước khác vào kiếm chấn cảnh đâu. Đường Nghi đáp. Ta chuẩn bị dẫn người lên phía Bắc tìm Thiệu Đăng Vân nương tựa. Ba người đồng thời sững sờ. Đường Nghi tiếp tục nói. Thiệu Đăng Vân vốn là bộ hạ cũ của Ninh Vương, vốn là đại tướng dưới trướng Ninh Vương, cũng từng có lui tới với Thượng Thanh Tông ta. Nhưng mà triều đình thanh tẩy thế lực Ninh Vương, khiến Thiệu Đăng Vân không thể không phản quốc khai quan, dẫn đại quân nước địch vào công thành đoạt đất Đại Yến. Bây giờ mặc dù Thiệu Đăng Vân trở thành thần tử địch quốc, nhưng có được vùng đất Một Châu vốn là đất cũ của nước Yến. Tương đối mà nói, địa vị của Thiệu Đăng Vân tại nước Hàn cũng khá độc lập. Môn phái sau lưng hắn là môn phái tu hành từng ở cảnh nội nước Yến. Chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa tương đối dễ dàng tiếp nhận được. Tiếp theo, Thiệu Đăng Vân vẫn chiếm một vùng đất lớn, mới mở rộng nhân mã số lượng lớn, dưới tay cũng thực sự cần tu sĩ đáng tin tương trợ. Mà hoàn cảnh của chúng ta hẳn Thiệu Đăng Vân cũng biết rõ, cộng thêm Thượng Thanh Tông đã từng có chút giao tình với hắn, ta nghĩ chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa khả năng tiếp nhận là tương đối lớn. Đường Tố Tố hơi giật mình, chợt đại vung tay áo chỉ vào nàng, giận tím mặt nói. Là ai bảo ngươi như vậy? Có phải phản đồ họ Triệu dạy ngươi làm như vậy không? Nghe thế vậy, là Nguyên Công và Tô Phá đang nhíu mày suy tư, tính khả thi mà Đường Nghi nói, cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đều có vẻ ngờ vực. Được Đường Tố Tố nhắc nhở, họ cũng hơi nghi ngờ, có phải vị ở Yêu Ma Lĩnh kia dạy nàng không? Bởi vì biểu hiện của trưởng môn hôm nay thực sự là khác hẳn với bình thường. Đường Nghi lắc đầu nói. Đường trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, không có bất kỳ ai chỉ điểm hết. Đây là suy nghĩ của ta, ta đã sớm có ý tưởng này, chỉ là trước giờ không có nói ra. Đường Tố Tố vung tay lên. Không thể nào. Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi tuyệt đối không phải là làm ra những chuyện có điền vong tông như vậy được. Thế này phù hợp với tác phong của Triệu Tặc kia hơn.
Đường Nghi buông tiếng thở dài, ngữ khí cố hòa hoãn hơn. Ta biết vì cái chết của cô Gia Gia và biểu thúc, người luôn ghi hận hắn, hận không thể giết hắn. Nhưng ta có thể thề trước mặt tổ xa, tuyệt đối không phải do hắn dạy. Việc này thực sự là hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân ta. Khuôn mặt Đường Tô Tô méo mó, nặng trịch nói: ta phản đối ném sư vứt tổ. Bà mạnh mẽ quay đầu lại: hai vị sư huynh, có phải các người muốn ném sư vứt tổ không? Cái mũ ném sư vứt tổ này đúng là hơi lớn, khiến La Nguyên Công và Tô Phá ngập ngừng. Trong mắt Đường Nghi lóe lên tia kiên quyết, lời lại cứng rắn: vẫn mong Đường trưởng lão tự trọng, rốt cuộc ta là trưởng môn hay là người là trưởng môn? Người... Đường Tố Tố chỉ về phía nào, suýt chút nữa là thốt ra một câu: nếu không phải có ta dìu ngươi thượng vị, ngươi có thể làm trưởng môn sao? Bà vừa chỉ tay, Đường Nghi đã lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài trưởng môn. Lấy thân phận trưởng môn chính thức tuyên bố pháp chỉ, lập tức bãi miễn vị trí trưởng lão chấp pháp Đường Thượng Thanh Tông của Đường Tố Tố, biến thành đệ tử hộ pháp. Vị trí trưởng lão chấp pháp sẽ do bổn trưởng môn đích thân kiêm nhiệm. Lăng Nguyên Công và Tô Phá trợn mắt há mồm, không ngờ lại nhìn thấy màn này. Không ngờ nữ nhân Đường Nghi ôn nhu xinh đẹp hôm nay lại nóng nảy như vậy, có thể đối cứng với Đường Tố Tố. Bình thường nàng luôn rất ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt của bà. Rõ ràng Đường Tố Tố cũng đầy kinh ngạc. Đây là cháu gái của mình sao? Đây là người một nhà với mình một tay nâng đỡ sao? Lăng Nguyên Công khuyên nhủ: trưởng môn bất giận, Đường trưởng lão có ý nghĩ của mình, phát biểu ý kiến của mình cũng chỉ là lời một phía, có thể cung cấp để tham khảo mà, không cần phải đại động can qua như vậy. Vẫn mong trưởng môn thu hồi lại mệnh lệnh đã ban. Đôi mắt sáng của Đường Nghi chuyển động, nhìn chằm chằm về phía lão. Lệnh bài trưởng môn cũng sáng lên cho lão nhìn. La trưởng lão, không biết trưởng môn chấp trưởng lệnh bài trưởng môn ta đây phát ra pháp chỉ trưởng môn còn có hiệu lực hay không? Về mặt La Nguyên Công ôn hòa an ổn: dĩ nhiên là có, có điều việc này không thể nhất thời xúc động lỗ mãng quyết định được. Đừng như nói: nếu đã là có, vậy theo môn quy, trưởng môn có quyền chuyên quyền độc đoán. Nếu tất cả mọi người cảm thấy trưởng môn làm sai, trên dưới thượng thành tổng có thể bãi miễn trưởng môn tập thể. Chỉ cần có hơn 8 phần 10 người tán thành bãi miễn, trưởng môn ta có thể thay người. Bây giờ ta kiên trì pháp trì trưởng môn, giải trừ vị trí trưởng lão chấp pháp của Đường Tố Tố. Nếu có người cảm thấy đã ta làm sai, có thể dựa theo môn quy triệu tập đệ tử trên dưới thượng thành tông bãi miễn bổn trưởng môn. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Tóm lại pháp chỉ trưởng môn này sẽ không thu hồi, hoặc là giải trừ trưởng lão chấp pháp Đường Tố Tố, hoặc là bãi miễn trưởng môn ta. Đệ tử trên dưới thượng thành tông tự lựa chọn. Về mặt La Nguyên Công và Tô Phá còn rút: không ngờ nữ tử mỹ lệ bình thường dịu dàng ôn hòa hôm nay lại quyết liệt như vậy, muốn đem cái chức trưởng môn ra để ép trưởng lão chấp pháp Đường Tố Tố xuống đài, đúng là đã bất chấp tất cả rồi. Mặc dù tổ sư gia đặt ra môn quy bãi miễn trưởng môn cho hậu nhân, nhưng mà cũng là để tránh người nào đó gây ra nguy hiểm cho cả thượng thanh tông. Thượng thanh tông cũng chưa từng có chuyện bãi miễn trưởng môn. Môn quy bãi miễn trưởng môn này không phải là không có lý. Một khi trong môn có hơn 8 phần 10 người phản đối trưởng môn, chứng tỏ trưởng môn này không được ưa chuộng. Tiếp tục làm nữa cũng không thể dẫn dắt thượng thanh tông tiến đến, còn không bằng thay người. Đối với Đường Nghi mà nói, nàng đã sớm ý thức được Đường Tố Tố chính là trở ngại lớn nhất đối với quyền lực chấp trường trường môn của nàng. Thế nhưng có một số việc trước kia nàng không đủ dũng khí để làm. Đó là cô của nàng, nếu làm danh tiếng mà nàng phải gánh chịu không cần nghĩ cũng biết. Có một vài việc chỉ có thể lặng lặng nghĩ trong đầu, cho tới khi gặp người kia, nghe những gì người kia nói. Thượng Thanh Tông đã đi đến tình trạng như hôm nay, có giữ cũng vô dụng, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét thôi, không thể dũng cảm đối mặt. Thượng Thanh Tông cần trưởng môn ngươi để làm gì? Mãi sau khi nghe người kia nói, nàng mới hạ quyết tâm, nhưng vẫn không muốn vạch mặt Đường Tố Tố. Nàng chỉ định thử đưa ra ý kiến của mình, hy vọng có thể thuyết phục bà. Kết quả, bà không thể để mình bị đẩy đi vòng vòng, kiên quyết phản đối. Điều này cũng làm cho nàng thấy rõ, có một số việc không cách nào trốn tránh, phải đối mặt rồi. Thế là nàng dứt khoát quyết định xóa bỏ chướng ngại vật Đường Tố Tố này, phải giải trừ quyền lực của bà. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Được, trưởng lão chấp pháp này ta không làm cũng được. Đường Tố Tố ngửa mặt lên trời liên tục cười thầm. Bà có nằm mơ thì cũng không thể ngờ, người thực sự đâm bà một đau lại là người mà mình tín nhiệm nhất.
Bị thương trong lòng không ai có thể biết. Bà xua tay nói: muốn đi thì các người cứ đi đi, ta phải lưu lại đây, ta sẽ không làm cái chuyện vứt sư bỏ tổ. Đường Nghi nhìn chằm chằm bà nói: chúng ta đều đi rồi, một khi có người tới tìm phiền toái, một mình người có thể thay đổi được gì? Hy sinh vô ích có nghĩa sao? Cô nãi nãi, ta cần người hiệp trợ. Đường Tố Tố cười thảm nói: sao phải nói đàng hoàng như vậy chứ? Qua sông đoạn cầu, người còn cần đến ta hiệp trợ sao? Đôi môi anh đào của Đường Nghi hơi mím lại, bình tĩnh nói: không đi cũng phải đi, nếu không đi ta sẽ ban bố chỉ trưởng môn trục xuất người khỏi Thượng Thành Tông, vĩnh viễn không được đặt chân vào Thượng Thành Tông nửa bước. Đường Tố Tố giận cực kỳ: dựa vào cái gì? Đường Nghi nói: chỉ với chuyện người xui khiến Tống Diễn Thành bố trí mai phục ở Nam Sơn Tự, tàn sát đệ tử đồng môn có đủ hay không? Chứng kiến việc này, khóe miệng Lang Nguyên Công hơi co quắp, mí mắt Tô Phá giật giật. Hai người phát hiện vị trưởng môn này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi! Đường Tố Tố tức giận, giận đến mức run lẩy bẩy, bỏ phí biết bao tâm tư mưu đồ, bí mật giúp đối phương ngồi vững vàng trước trưởng môn, không ngờ nỗi khổ tâm ngược lại đã trở thành lợi khí để đối phương nhắm vào bà. Đối bà mà nói, đây quả thực không có thiên lý, một trái tim lạnh lẽo. Cuối cùng bà ngửa mặt lên trời cười buồn: dục vọng quyền lực là mở mắt người, trở mặt vô tình. Đường Nghi, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Hối hận còn hơn ở đây chờ chết. Ý ta đã quyết rồi, nếu quyết định sai lầm, một mình ta gánh trách nhiệm, tự từ trước trưởng môn tạ tội. Đường Nghi lại nhìn sang hai người kia: còn có ai phản đối rời đi không? Tô Phá trầm mặc một lúc, chợt chắp tay nói: Tô Phá cần tuân pháp chỉ trưởng môn. Lang Nguyên Công nhìn về phía sư đệ sừng sốt một chút, không ngờ sư đệ lại phối hợp như vậy. Lão rơi vào do dự, vứt bỏ tổ đình tông môn không phải việc nhỏ, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ánh mắt sáng rực của Đường Nghi nhìn chằm chằm lão. Cuối cùng Lang Nguyên Công buông tiếng thở dài: Thượng Thanh Tông đến mức độ này rồi, hình như cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể chắp tay nói: cần tuân pháp trì trưởng môn. Đường Nghi âm thầm thở vào, gật đầu nói: thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian tập trung đệ tử rời đi, bí mật di chuyển. Trên đường đi phải khống chế nghiêm ngặt, không cho đệ tử tiếp xúc với ngoại giới, đề phòng lộ bất kỳ phong thanh gì. Tạm thời cũng không cho đệ tử bên dưới biết ý đồ thực sự. Mặt khác, ta cần một người tiến về Bắc Châu gặp mặt Thiệu Đăng Vân, bàn công việc đầu quân trước để tránh nảy sinh bất chắc. Không biết ai nguyện đi trước? Trong điện lúc này chỉ có vài người. Lang Nguyên Công và Tô Phá biết rằng chỉ có thể trông cậy vào một trong hai người bọn họ. Đường Tố Tố chắc chắn không thể trông cậy. Lại là Tô Phá chắp tay nói: ta và Thiệu Đăng Vân đã gặp mặt vài lần, xem như quen biết, nguyện đi tìm Thiệu Đăng Vân trước, xác định hiểm nguy và trải đường trước cho trưởng môn. Được, không phá đi thì không xây lại được, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng Đường Nghi quyết định ra khỏi Thượng Thanh Cung. Tô Phá hơi sừng sốt bước nhanh ra, chỉ thấy đồ hắn chờ bên ngoài, hắn ta đã trở về. Hai người vừa gặp mặt, Tô Phá mỉm cười nói: làm tốt lắm, có chuyện khác để làm đây, theo ta xuất môn một chuyến. Triệu Hùng Ca yêu bà lĩnh? Hắn sao? Trong Tống phủ kinh thành, Tống Cửu Minh đi qua đi lại ở trong viện tử, nhíu mày nghi ngờ nói: không phải Triệu Hùng Ca đã bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông sao? Nghe nói năm đó suýt chết tại Thượng Thanh Tông, theo lý mà nói hắn về hận Thượng Thanh Tông mới đúng chứ, sao còn ra mặt giúp đỡ họ? Quản gia Lưu Lộc bên cạnh nói: chuyện này thì không biết, bên Lưu Tiên Tông truyền tin đến nói vậy. Lưu Tiên Tông nói không thể trêu vào Triệu Hùng Ca, ba lần bảy lượt bày tỏ sự áy náy với lão già. Quả thực là của Lưu Tiên Tông thực sự còn không dám trêu vào Triệu Hùng Ca. Tống Cửu Minh phất tay: Tử Ngư còn phải lăn lộn ở Lưu Tiên Tông, việc này không cần phải làm khó bọn họ, tránh cho khiến Tử Ngư khó xử. Phải hòa giải thế nào để Lưu Tiên Tông đối xử tốt với Tử Ngư thì ngươi tự đi nói đi. Có điều đại tư không đã giao việc này không làm được, ta cũng không tiện ăn nói. Nhưng mà Triệu Hùng Ca này đúng là không có nhiều người dám chọc vào, loại tu sĩ không biết trời cao đất rộng, nhiều lần dùng võ phạm cấm, không chịu được ước thúc, bất chấp vương pháp, thực sự đáng hận. Vậy đi,
ngươi bảo Lưu Tiên Tông tạm thời giữ bí mật chuyện này, đừng để tin tức lọt ra ngoài. Mặt khác người liên lạc với một môn phái khác đến Thượng Thanh Tông, ra tay thử lần nữa, thăm dò thử thái độ của Triệu Hùng ca này xem sao. Nếu hắn nhất định muốn đối nghịch, vậy không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách xem có thể tìm được ai để tiêu diệt hắn hay không. Rõ, Lưu Lập đáp ứng. Quận Thanh Sơn, làng nhà lĩnh, núi cao rừng rậm, những ngọn núi đứng sừng sững như là những cái dùi lớn nhỏ, trông tương đối kỳ lạ. Sâu trong rừng, tướng quân du kích tứ phẩm dũng mãnh của kỵ binh Nam Châu là Hướng Vũ Nhân bí mật dẫn người tới cùng Nghiêm Đoạt tìm hiểu tình hình trong núi. Đứng dưới sườn núi được bóng rừng che giấu, nhìn đội quân hoặc nằm hoặc ngồi ở dưới bóng cây xung quanh, tất cả mọi người đều thay đổi quân trang chính thức của triều đình hoặc trang phục đủ loại màu sắc. Nếu không phải bên người đều bày biện vũ khí thì không thể nhìn ra là một chi đội ngũ. Ai nấy đều cầm bánh bột ngô gặp, không dám nhóm lửa lên khói. Làng nhà lĩnh vốn có một đám sơn tặc được xưng là Lang Nha Tặc, hôm qua đã bị ta tiêu diệt sạch rồi. Lát nữa mục tiêu tới, chúng ta sẽ dựng cờ Lang Nha Tặc lên, giả mạo sơn tặc tiến công. Hướng Vũ Nhân chỉ vào đám thù hạ mặc tạp phục giải thích. Nghiêm Đoạt trầm trọng nói: trên vạn nhân mã, kỵ binh hơn ngàn, còn dám tập kích đại quân chính quy, cho dù ta không hiểu quân sự thì cũng biết rõ là có người giả mạo. Hướng Vũ Nhân lắc đầu: cái này không quan trọng, chỉ cần vừa động thủ đối phương hẳn là có thể đoán được, chỉ là kiếm một cái cớ thôi. Nếu thực sự không được thì bên phía ta sẽ thừa nhận mình cấu kết với sơn tặc, người dưới chỉ nghe lệnh làm việc, không biết tình hình thực sự. Lại đưa tay mời hắn ta nhìn sang bên khác. Vượt qua một sườn núi, bên dưới là một con đường ẩn trong núi non trùng điệp. Hướng Vũ Nhân chỉ vào đó nói: đây là một con đường buộc phải đi qua để vào huyện Lương Thương Lư. Khi đội quân mục tiêu tới, bên này sẽ lập tức vây công tiến đánh từ mọi hướng, quân lấy bọn hắn. Về phần lấy thủ cấp mục tiêu trong lúc rối loạn thì phải trông cậy vào pháp sư các ngươi rồi. Nghiêm Đoạt quan sát địa hình một chút, khẽ gật đầu. Hai người xuống dần núi, vượt qua con đường nhỏ, lại đi lên dốc núi đối diện. Tiến vào rừng không lâu thì đã đến chỗ một đội quân đang ẩn nấp khác. Nghiêm Đoạt vất tay để Hướng Vũ Nhân làm việc của mình, bản thân thì đi đến một chân núi. Ở đây có mấy chục tu sĩ đang đứng hoặc ngồi, sắc mặt ai đấy đều khó coi, có người còn đang cầm tín vật áp chế bọn họ trên tay. Nghiêm Đoạt khẽ thở dài. Trốn trong núi đợi nửa ngày, lúc gần trạng vạng tối, đội quân mai phục nóng nảy lần lượt đứng dậy. Bọn Nghiêm Đoạt khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới chân núi cũng bị kinh động. Nghiêm Đoạt lắc mình một cái, phiêu giật đáp xuống bên cạnh Hướng Vũ Nhân. Không để anh ta hỏi, Hướng Vũ Nhân gật đầu nói: thám tử tuyến đầu báo tin, hẳn là mục tiêu tới, xin pháp sư chuẩn bị sẵn sàng. Kim Đoạt lập tức xoay người lại triệu tập một đám tu sĩ chuẩn bị. Vùng bỏ hoang thê lương, đồng ruộng hoang vu, đường có bạch cốt, một trăm mấy ngàn người không nhanh không chậm bước đi. 4.000 bộ tốt Phượng Nhược Tiết chuyển giao cho muội muội đã vào vị trí của mình. Nghĩa Hữu Đạo ngồi trên lưng ngựa thi thoảng dò xét bốn phía. Từ khi tiến vào cảnh nội quận Thanh Sơn, thấy rõ ràng mọi thứ đều kém xa quận Quảng Nghĩa. Khắp nơi đều là cảnh tượng dân chúng lầm than, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể bốc mùi nằm ở trên đường, cũng không ai quản. Thi cốt bị thứ gì đó gặm sạch, chỉ còn xương cốt cũng không phải là chuyện hy hữu. Từ đó có thể thấy năng lực của quận trường nơi này không chỉ kém Phượng Lăng Ba một chút. Chẳng trách bên Phượng Lăng Ba nhân lực sung túc, dám đối kháng triều đình, thử dò bên này bách tính vì cầu sinh, còn không phải là sẽ nghĩ đủ mọi cách trốn sang quận Quảng Nghĩa sao? Lam Như Đình cũng đang trên lưng ngựa, thi thoảng lại lấy bản đồ ra xem. Bỗng nhiên ông nghiêng đầu nói gì với Thương Triều Tông. Ánh mắt Thương Triều Tông nhìn về phía những dãy núi san sát đứng vững ở vùng núi bỏ hoang trước mắt, y đưa tay quát: ngừng! Đồng thời cũng ra hiệu với Phượng Nhược Nam, ý bảo tạm thời dừng lại. Phượng Nhược Nam vất tay ra hiệu cho đội quân dừng lại. Đợi Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình tới mới hờ hững nói: lại có chuyện gì? Lam Nhược Đình chỉ thê núi phía trước. Vâng phê, phía trước là vùng núi tên Làng Nhà Lĩnh, địa thế hiểm yếu, chính là con đường buộc phải đi để đến huyện Thường Đường. Nếu có người muốn gây bất lợi với chúng ta, đây là vùng đất tốt nhất để ra tay. Phượng Ngược Nam phóng mắt quan sát một chút, lạnh nhạt nói:
có thể phục kích mấy ngàn đại quân ở đây, ngoài triều đình thì không còn ai khác. Ngươi cảm thấy triều đình dám sao? Thám tử vừa về ban nãy cũng chưa phát hiện manh mối gì, ngươi nghĩ sao? Lam Nhược Đình cười nói, Vương Phi vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Ông nhìn về phía Bạch Diêu ở bên, nếu có thể phái vài pháp sư có thể bay qua lại xâm nhập dò xét xác định một chút là thỏa đáng nhất. Phượng Nhược Nam khinh thường hừ lại một tiếng, kỳ thực nàng ta cũng không thấy cẩn thận một chút có gì xấu. Có điều nàng ta không thích người bên Thương Triều Tông khoa chân múa tay với nàng. Nàng chỉ nghi hút đạo. Bên cạnh các người không phải có pháp sư sao? Để pháp sư của các người đi dò thám là được rồi. Nghi hút đạo quay đầu nhìn, lập tức nắm tay đấm đấm ở sau lưng, than thở nói, cưỡi ngựa đã lâu, lúc nào mới được ngủ nữa đây? Cái lưng này sắp gãy mất rồi đây này. Phượng Ngực Nam khinh bỉ một chút, bọn chuột nhát nhát gan, tiểu nhân hèn hạ. Nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, Bạch Diêu cũng không cảm thấy cẩn thận một chút là có gì xấu cả. Gã ta quay đầu nói với một đệ tử Thiên Ngọc Môn sau lưng, mấy người các người đi xem thử một chút. Lập tức có bốn đệ tử Thiên Ngọc Môn bay lên không lướt đi, vừa nhún một cái đã bay ra hơn trăm trượng, bật một cái đã bay ra ngoài 200-300 mét. Điều này với viên cương mà nói thì hơi không khoa học. Vì thế trong ánh mắt gã ta lộ ra tia ao ước là điều đương nhiên. Trên đường đi, Nghi Hữu Đạo đã từng giải thích về các loại môn đạo. Đây chẳng qua là sau khi bắn ra thì mượn ngự khí để trượt đi mà thôi. Cũng tức là khí kình phóng ra ngoài thành dạng cánh, nhờ vào lực nổi của không khí để lướt đi. Cánh khí này viên cương gã không thấy, nhưng mà loại tu sĩ như là Nghi Hữu Đạo chỉ cần vận khí là có thể nhìn thấy tu sĩ dương cánh lao đi. Loại dương cánh bằng khí phóng kình này là sắc thái nhàn nhạt, một là một loại sắc thái dựa vào một loại hình thức năng lượng để tồn tại, giống như phải đeo kính lọc lên mới có thể thấy. Nguyên do bên trong, lúc trước Nghi Hữu Đạo đã từng giải thích với gã, đây là thứ liên quan đến vật chất tối, người bình thường không thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như là quỷ hồn, người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng mà Nghi Hữu Đạo vận khí là mắt sẽ có thể nhìn thấy. Đây cũng chính là cái gọi là pháp nhãn. Một người một lần có thể lướt xa như vậy, đoán chừng tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ. Tu vi kim đan kỳ thì có thể lướt xa hơn chút nữa. Cũng vì tu vi cao hơn nên lực lượng bắn ra cường đại hơn, nhưng mà lúc cần đáp xuống đất thì vẫn phải đáp xuống đất, không còn cách nào. Người chỉ nhảy cao một chút như vậy lại không có động lực gia trì tiếp tục, không thể bay không hạn chế được, mà phải đáp xuống đất mượn lực để sản sinh mới làm động lực trượt bắn đi thêm lần nữa. Có điều đứng ở trên núi cao nhảy xuống thì có thể lướt đi rất xa, nhưng mà giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ chênh lệch không nhỏ. Thứ lực cản không khí cũng không thể nào coi nhẹ. Khí kình thành cánh không phải vật thật, cũng không có đủ mật độ vật chất được. Khi trượt trong không trung, lực cản không khí và đôi cánh khí ma sát cao độ, khí kình phóng ra ngoài sẽ hao tổn cực lớn. Trong quá trình bay đi, pháp lực tiêu hao cũng nhanh, dần dần tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ không thể nào chịu đựng được. Tương đối mà nói, tu vi kim đan kỳ so với trúc cơ kỳ cao siêu hơn, cũng cường đại hơn, pháp lực tiêu hao càng bền bỉ hơn. Đồng thời mật độ cường độ khí cùng trúc cơ kỳ không thể nào so sánh được. Lúc chợt tốc độ nhanh, dễ nhìn hao tổn ma sát cũng nhỏ hơn, thời gian có thể duy trì phi hành kiểu đó, trúc cơ kỳ không thể nào so sánh. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt những người bình thường không phải tu sĩ, không rõ tình hình, thì mặc kệ là trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, phi hành dưới tình huống thông thường sẽ không có gì khác biệt, vẫn đủ để phàm phu tục tử chấn kinh, coi như là tiên nhân phi thiên độn địa. Nếu tu vi đến cảnh giới nguyên anh kỳ cao hơn nữa thì lại là một chuyện khác. Nguyên anh kỳ vốn có nghĩa là tân sinh hoặc là thoát thai hoán cốt, tu vi đã tu luyện đến cảnh giới có thể thoát khỏi nhục thân, khí kình có thể tự do thi triển ở trong không gian đất trời. Những vấn đề kim đan kỳ và trúc cơ kỳ phải đối mặt với nguyên anh kỳ mà nói đều được khắc phục, chẳng hạn như là vấn đề ma sát tiêu hao cánh khí, lực đẩy trong không trung đều không còn là vấn đề. Cảnh giới đó có thể nói là đã phi hành thực sự, có thể tự do bay lượn giữa đất trời, đối với phàm phu tục tử mà nói thực sự có thể coi là tồn tại như thần tiên. Trước mắt tu vi của Nghi Hữu Đạo còn không bằng mấy người trước mặt, dĩ nhiên không thể phóng đi xa như vậy. Có điều nhẹ nhõm nhảy đi vài chục mét cũng không thành vấn đề, mượn sức kéo của mặt nước chơi trò đạp sóng khiến cho phàm phu tục tử kinh động như là gặp thiên nhân cũng không thành vấn đề. Có điều dùng nó để khoe khoang một chút. Rất nhanh,
những tu sĩ Thiên Ngọc Môn biến mất trong dãy núi phía trước. Bóng dáng họ vừa biến mất khỏi tầm mắt của những người bên này, thì bên kia những người đang trốn trong dãy núi đã trông thấy. Không hay rồi, Hướng Vũ Nhân kêu khổ. Nghiêm Đoạt đang ẩn mình trong bụi gai, yểm hộ nghiêng đầu nhìn tướng quân du kích dũng mãnh bên cạnh. Đối phương muốn xâm nhập điều tra, bên này tụ tập nhiều người như vậy, sợ là giấu không được. Hướng Vũ Nhân siết chặt cánh tay. Kế hoạch phục kích chị e đã bị phá rồi. Gã ta không kìm được cắn răng chửi mắng một tiếng. Thám tử dò đường không phải đã dò đi dò lại mấy lần rồi sao? Sao còn phải phái pháp sư đến điều tra thêm lần nữa? Lại cẩn thận đến mức này sao? Trước đó, để đề phòng bị thám tử phát giác, gã ta luôn giấu đội quân sâu trong núi. Cho dù là bây giờ cũng không dám đến ven đường quá gần. Gã ta cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn được nữa. Mắt thấy bốn tu sĩ có vẻ muốn lao lên bên này điều tra trong núi sâu, Hướng Vũ Nhân vẫn ôm tia hy vọng, quay đầu phân phó nói: bảo tất cả mọi người nấp kỹ. Người bên cạnh nhanh chóng ra dấu tay với những kẻ nấp phía sau. Nhân viên phía sau lập tức ồn ào, lần lượt tìm nơi để nấp. Chỉ một lát sau, người đến điều tra đã bay lượn trên rừng cây, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Bàn nãy gã ta chú ý thấy bên này có chim bay lên, nhìn kỹ rõ ràng trong bụi cây dấu vết bị người ta lội qua. Nhiều người như vậy vội vàng chui vào thì không thể không để lại dấu vết. Thuận theo chút vết tích xem xét thì lập tức phát hiện có vài người đang ẩn nấp. Xoẹt một tiếng, người đến rút kiếm trên tay đột nhiên phát ra báo động: cẩn thận, có mai phục, rút lui. Ba người khác đi cùng cũng có người phát hiện dị thường, nghe tiếng thì cấp tốc bay lượn trở về. Bốn pháp sư thám tử nhanh chóng bay ra xa, đám Nghiêm Đoạt chậm rãi ra khỏi nơi ẩn thân. Nghiêm Đoạt quay đầu nhìn về phía vị tướng quân kia: bị phát hiện, đánh rắn động cỏ, phục kích không được nữa rồi. Không quấn được đối phương giờ muốn đuổi kịp mục tiêu khả năng không lớn, vẫn nên rút lui thôi. Đối phương thực sự đã cẩn thận quá mức, nguyên nhân thất thù của ngươi hãy giải thích rõ ràng với Trung Mục một chút. Hắn ta đang lo không có cớ để thu tay về. Sao ngươi biết đối phương nhất định sẽ trốn? Người như là Phượng Nhược Nam chưa chắc vừa nghe tiếng gió đã chuẩn đâu, có lẽ vẫn còn cơ hội. Hướng Vũ Nhân cắn răng một tiếng, bỗng nhiên quay đầu quát: truyền lệnh, nhân mã tập kết, đuổi theo. Nghiêm Đoạt yên lặng, hắn ta không tiện tiếp tục ngăn cản đối phương chấp hành nhiệm vụ. Nếu không quay về, vị này lại đổ hết trách nhiệm lên người hắn ta, hắn ta ăn không tiêu nổi đâu. Thật tình không biết, trước khi tới Hướng Vũ Nhân đã lập quân lệnh trạng trước mặt Chu Thủ Hiền, cũng không để cho Nghiêm Đoạt lại nói gì thêm. Nhân mã của Hướng Vũ Nhân nhanh chóng tập kết, chiến mã được giấu khá xa trong núi đã nghe tin chạy ra. Bốn tu sĩ dò đường nhanh chóng bay về bẩm báo: trong núi có phục binh, nhân số cụ thể không rõ nhưng cũng không có ít đâu. Vậy là thực sự có mai phục sao? Phượng Ngược Nam giật mình, dây cương cầm trong tay, khi thấy biến đổi vung thương quát: bày trận. Kỵ binh và bộ binh tùy hành nhanh chóng bày trận hình tác chiến, tấm chắn dựng thẳng lên, cung tiễn thủ tiễn ra, mũi tên gắn sẵn trên cùng. Thương Triều Tông ra hiệu, kỵ binh sở thuộc cũng nhanh chóng lo liệu vũ khí đề phòng. Bạch Diều nghiêng đầu ra hiệu với đồng môn hai bên, đồng môn hiểu ý chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một lượng nhân mã lớn ẩn hiện trong núi rừng ở phía trước rồng ra. Với những người có kinh nghiệm chiến trường mà nói, chỉ cần hơi đánh giá đã nắm được đại khái không dưới vạn nhân mã. Hướng Vũ Nhân thương nơi tay, phóng ngựa lao ra khỏi rừng núi, đi đến trước trận. Đám tù sĩ Nghiêm Đoạt cưỡi ngựa đi từ từ phía sau gã, không ngoài sở liệu, cũng không chạy trốn. Hướng Vũ Nhân cười ha ha một tiếng, đột nhiên vung thương chỉ về phía trước: kỵ binh tấn công, bộ binh bảo hậu, phải quấn lấy bọn chúng. Bên cạnh lập tức có vài người lấy sừng trâu phồng má thổi tè tè, phát hiệu hiệu lệnh tấn công. Giết! Thống lĩnh kỵ binh vung sợi dây cương hét lên một tiếng. Chỉ trong một thoáng chốc, hơn ngàn chiến mã rong ruổi lao ra, tạo thành một trận mũi nhọn kêu giết tấn công, đại địa chấn động. Đằng sau chiến trận kỵ binh, Hướng Vũ Nhân thúc ngựa đè ép trận cước, 9.000 bộ binh sau lưng cũng tấn công theo. Mắt thấy quân địch trực tiếp phát động công kích, trận thế tấn công như vậy khiến cho người chưa từng thấy cũng có thể cảm nhận được chấn động. Người hữu đạo là người sống hai đời thì cũng chưa từng thấy cái loại chiến đấu trên vạn người dùng vũ khí liều mạng như thế này. Đám tu sĩ Bạch Diều thi triển pháp nhãn nhanh chóng đánh giá trận doanh công kích của đối phương,
không biết đang quan sát cái gì. Phượng Nhược Nam liếc mắt nhìn về phía Thương Triều Tông. Vâng dạ, người tới bắt người đã tới rồi, địch nhiều ta ít, người có sợ không? Muốn chạy thì chạy sớm đi, chậm là không kịp đâu. Thương Triều Tông quay đầu trợn mắt nhìn lại. Phượng Nhược Nam khinh thường nói, vốn đã kính trọng uy danh chinh chiến của Ninh Vương đã lâu, có điều chuyện này không liên quan gì tới người. Mấy người này các người có chắn phía trước cũng chắc gì tác dụng, vẫn nên trốn đi, tranh thủ mang theo người của người rút ra phía sau, đừng có cản phía trước vướng bận. Bản tướng quân sẽ bảo vệ người, không cần lo. Lần này không chỉ Thương Triều Tông mà tất cả các thân vệ đều nghiến chặt quay hàm nhìn sang. Nhớ năm đó Anh Dương, Vũ Điệt uy trấn thiên hạ, đó là kiêu ngạo của bọn họ, từ khi nào lại bị người ta xem thường như vậy? Có còn cần một nữ nhân đến bảo hộ sao? Ngụy Hữu Đạo vừa nhìn bộ dáng của đám này liền biết không ổn, âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng khuyên Thương Triều Tông. Vâng ra, không thể hành động theo cảm tính. Thương Triều Tông không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía muội muội Thương Thục Thanh, tự rút trả mã đao trên lưng ngựa. Thương Thục Thanh tay gỡ nón lá che, tiện tay quăng ra để lộ gương mặt xấu xí, rút ra một tấm vải ở trong túi ở lưng ngựa, đón gió tung bay. Một tấm cờ lớn màu đỏ như lửa, một con hùng ưng màu vàng như là phượng hoàng tắm trong lửa, vỗ cánh bay lượn. Trên chiến kỳ có mấy cái lỗ, hình như là bị mũi tên bắn. Ánh mắt mấy trăm thân vệ đều nhìn chằm chằm trên chiến kỳ, ngực ai nấy vập phồng, cảm xúc khó hiểu. Một thân vệ đưa trường thương lên, khi chiến kỳ cột lên trường thương, Thương Thục Thành nâng trường thương dựng chiến kỳ một mặt kia lên đón gió tung bay. Nhân mã quận Quảng Nghĩa của Phượng Nhược Nam cũng lần lượt nhìn về phía lá cờ rách một mặt đón gió tung bay này. Thấy tình thế không đúng, Bạch Diêu trầm giọng nói, vâng ra, mục tiêu của đối phương là người, không thể lỗ mãng. Thương Triều Tông không để ý tới lời nói đó, nhìn về phía trước, kỵ binh của quân địch đã xông tới gần hơn khá nhiều. Trả mã đao trong tay giơ lên, hét, ai muốn chịu chết? Thân vệ sau lưng đột nhiên cùng gào thét, Anh Dương Vũ Liệt! Lần lượt rút trả mã đao, một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập ra. Tập thể đột nhiên bất thình đình hét lên như vậy, làm nhân mã phía Phượng Nhược Nam giật mình. Thương Triều Tông một lần nữa gầm thét, ai muốn chịu chết? Tập thể thân vệ sau lưng gầm thét, ta! Thương Thục Thành cũng lớn giọng hò hét, ta! Lúc này mặt xấu hay không xấu đã không ai để ý, chẳng có ai chú ý đến tướng mạo của nàng. Thư sinh Lam Như Đình cũng hét to, ông rút bội kiếm bên hông ra, ai muốn chịu chết? Ta! Một câu hỏi đáp này khiến cho giới quận Quảng Nghĩa chấn động khó hiểu. Người Hữu Đạo quay đầu nhìn đám điên này, chúng tăng Nam Sơn Tự Viên Phương cũng đều ngạc nhiên. Viên Cương thì quay mạnh đầu căng thẳng nhìn những người này. Vương gia! Người Hữu Đạo còn muốn lên tiếng ngăn cản, Thương Triều Tông đã xiết chiến mã đứng lên, móng ngựa rơi xuống đất tựa như là tên rời khỏi cung xông ra. Một người một ngựa đi đầu, cua trả mã đao xông vào phía trước, không cao giọng kêu sát, mấy trăm thân vệ nhanh chóng phóng ngựa lao theo, sát khí trong nháy mắt phun trào trong tiếng vó ngựa lộc cộc. Thương Thục Thanh trông như là nữ tử yếu đuối, bóng lưng gầy nhỏ yếu đuối của nữ nhân kia vác theo chính kỳ đi sát theo sau lưng ca ca. Lam Như Đình ở trước này luôn là thư sinh lý trí cũng như vậy, vì tôn nghiêm và danh dự, toàn bộ bộ hạ cũ tàn dư yếu ớt của Ninh Vương đều đã xông lên, giống như là im lặng gào thét. Nhưng tiếng cuồng loạn cuối cùng vì người chết và vì người sống, cho dù là nữ tử yếu đuối hay là thư sinh, ai nấy đều thẳng tiến không đổi, chính diện xông về phía kỵ binh quân địch đông gấp đôi mình. Đám người này đối mặt trường hợp như vậy dường như đã mất toàn bộ lý trí. Vỏ kiếm trong tay Ngưu Húc Đạo quét ngang đưa ra ngăn Viên Cương, suýt chút nữa là phóng ngựa xông theo ra ngoài. Nhiều chiến mã điên cuồng xông đến như vậy đã thành một thế, dưới loạn đao loạn thương phía trước, ngay cả hắn đối đầu cũng không dám nói là có thể tự vệ, có thể để Viên Cương đi mạo hiểm. Trong chớp mắt chi nhân mã này lao ra, rõ ràng không nhiều người, nhưng mà trong nháy mắt đã ngưng tụ ra khí thế có thể chạm mạnh vào trái tim Phượng Nhược Nam. Nàng ta cũng biết nhìn hàng, ánh mắt Phượng Nhược Nam nhìn chằm chằm nam nhân đi trước công kích, nhếch mạnh môi có vẻ khinh bỉ nói, thân là chủ tướng không nghĩ chỉ huy như thế nào, lại như là con ruồi không đầu dẫn đầu xung kích, đúng là dũng của thất phu. Tuy nói như vậy nhưng mà trong nội tâm nàng ta rõ ràng đối mặt với loại tình huống này, thủ hạ của Thương Triều Tông
chỉ có chút người như vậy xuất kích tập thể thì đã không cần phải chỉ huy gì. Vương Phi, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, sao vẫn chưa xuất binh? Bạch Diêu trầm giọng quát tháo. Phượng Ngược Nam đáp: không vội, để ý thử thực hư của đối phương rồi hẵng phản ứng cũng chờ muộn, các người chú ý nhìn chằm chằm y là được. Nàng ta đã nói như vậy, Bạch Diêu cũng không nói gì thêm. Luận chỉ huy tác chiến trên chiến trường, Phượng Ngược Nam vẫn am hiểu hơn. Bạch Diêu vất tay ra hiệu, lập tức có hai đồng môn cùng là tu vi kim đan kỳ cưỡi khoái mã xông tới, mục đích dĩ nhiên là bảo vệ Thương Triều Tông, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Thực ra trong tình huống hải quân chém giết bình thường, tu sĩ sẽ không vọt thẳng vào chiến trường chém giết. Mấu chốt là một lượng tu sĩ xông vào chiến trường tác dụng cũng không lớn. Cho dù người có thể đuổi theo đại quân thì có thể giết được mấy người chứ? Đại quân không phải chỉ lao về phía người, người có thể ngăn cản được bao nhiêu? Lúc sĩ khí sụp đổ, thực lực cá nhân người mạnh thì cũng chẳng ai nghe người. Vài tu sĩ chém giết với đại quân cùng lắm chỉ gia tăng chút số lượng sát thương. Tác chiến quy mô càng khổng lồ, khi tu sĩ tham gia vào chém giết sức ảnh hưởng mục tiêu chiến trận lại càng nhỏ. Còn những người có tu vi thực sự cao thì mới có thể dùng cả võ lực cá nhân để xoay chuyển thắng bại của cả trận chiến, đã đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn. Dù sao những người như vậy có tham gia vào trận chấm dứt này hay không, gánh thêm chút sát nghiệp thì có nghĩa gì? Phượng Ngược Nam nói như vậy, chủ tướng không phải dùng để xông pha chiến đấu mà là dùng để chỉ huy, còn tác dụng của pháp sư tùy tùng là bảo hộ chủ tướng. Ầm một tiếng, kỵ binh hai bên va chạm kịch liệt với nhau. Hai tay Thương Triều Tông vung đao đâm một thương vào tướng địch, hai bên giao thoa, chỉ trong nháy mắt thu đao trở về, tướng địch kia đã bị chém xuống ngựa giết gọn gàng. Có thể thấy y cũng là kẻ rất quen chém giết. Dòng người hai bên xen lẫn va chạm, người ngã ngựa đổ, ngựa nhảy người giống. Thương Triều Tông vung vẩy trả mã đao, một đường trái bổ phải chặt, máu tươi tung tóe trên người trên mặt. Thân vệ hai bên cánh sau không tiếc đại khai sát giới theo sát, không để y lạc đàn. Có người bị đánh rơi xuống ngựa, đằng sau lập tức thúc ngựa cuồng sông, liệu mạng bổ vị duy trì tiết tấu công kích, có thể bảo hộ Thương Triều Tông. Cả chi Anh Dương Vũ Điệt vệ phối hợp vô cùng thành thạo, có người thậm chí không tiếc mạng sống cũng muốn giữ gìn trận thế tấn công hoàn chỉnh, giữ gìn uy lực trận thế tấn công lớn nhất. Trong một đám nam nhân, thân hình nhỏ gầy của Thương Thục Thanh cầm chiến kỳ vác lên vai, nghiến răng chặt. Tuy cũng đã từng được coi là quen với quân doanh, nhưng mà thực sự tiến vào sa trường liều mạng vẫn là lần đầu tiên. Không giống ca ca lúc còn niên thiếu đã bị phụ thân ép ra chiến trường, nếu còn nói trong lòng nàng ta không có chút sợ hãi, không chút căng thẳng là giả. Có điều nàng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mắt thấy kẻ bị chém bay các chi, chém bay đầu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn vũ đào thường, vẩy ra huyết thủy, còn có cả mùi máu tanh nồng nặc. Trong tiếng sắt thép cũng không ngừng va chạm, Thương Thục Thanh ngửi thấy mùi máu tươi liền cảm thấy muốn ói, cố nén đắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, cắn răng liều mạng đuổi theo sau lưng ca ca, gần như là ôm cột cờ ở trong đầu, một tay rút kiếm cầm trên tay điều khiển dây cương, thỉnh thoảng bị đau thương đâm loạn thì cũng ra sức chặn lại. May mà phần lớn uy hiếp đều có thân vệ trái phải triệt tiêu. Lam Như Đình mặc dù hiểu kiếm thuật, lúc này cũng không dùng được hoa chiêu gì, kiếm trên tay chỉ chém loạn chém lung tung. Kiếm thuật kia chỉ có thể để rèn luyện sức khỏe, bình thường có thể tự vệ đơn giản một chút, nhưng mà lên chiến trường thì chỉ là chủ nghĩa hình thức, không thể dùng tới. Cũng may có thân vệ hộ vệ. Nhân mã kỵ binh hai bên nhanh chóng chém giết nhau, rồi dần dần phân tán. Kỵ binh cờ xí lang nha tặc rõ ràng đã bị đánh cho lộn xộn, sau khi xông qua nhân mã tán loạn đã không còn là trận hình tập trung nữa. Ngược lại quân sở thuộc Thương Triều Tông vẫn bền chắc như thép, chính kỳ đi đến đâu người người theo sát. Tình hình đó dĩ nhiên là chưa đến 500 kỵ binh này đã tấn công đánh giết xuyên qua hơn ngàn kỵ binh đối địch. Người ngã ngựa đổ đều hầu hết là kỵ binh ở dưới cờ hiệu lang nha tặc. Chỉ một lần tấn công trực tiếp đã ngã xuống 200-300 người. Nhân mã sở thuộc của Thương Triều Tông rõ ràng tổn thất không lớn, lấy nhiều đánh ít, thế mà vừa đối mặt bị đánh thành dạng này. Hướng Vũ Nhân dẫn bộ binh đè thế trận từ sau đến giật mình, lúc này có thể lờ mờ nhìn thấy chiến kỳ tung bay trong đội hình của Thương Triều Tông. Sau khi hít sâu một hơi, kinh hoàng nói: Anh Dương Vũ Điện vậy, chả trách. Vợ Ngược Nam cũng đang ép trận nín thở, răng ngà cắn chặt môi, trong lòng thầm rung động.
đây chính là anh Dương Vũ Liệt Vệ, công vô bất khắc của Ninh Vương trong truyền thuyết sao? Trong lòng nàng ta cũng thầm cảm thấy xấu hổ. Trên chiến trường, ai nấy đều tranh chịu chết trước, anh Dũng tiến lên phía trước như vậy, không ai có tư cách được sỉ nhục họ. Bạch Diêu nói, nghe nói năm đó Ninh Vương xuất lĩnh một vạn anh Dương Vũ Liệt, cứu giá 10 vạn đại quân Hàn Quốc như vào chỗ không người, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Thương Triều Tông dẫn nhân mã quay vòng lại theo hình cung, một ngựa đi đầu lần nữa xông về phía kỵ binh quân địch đã bị đánh xáo trộn, cơ thể gầy yếu đằng sau vẫn ôm chặt cờ phóng sát theo sau. Đầu này nhân mã bị tấn công tán loạn không thành trận hình, thống lĩnh kỵ binh vẫn đang hét lớn chuẩn bị tập kết nhân mã thành trận hình lần nữa. Phía bên kia, nhân mã Thương Triều Tông giết xuyên qua trận hình không loạn đã quay trở lại, không cho quân địch cơ hội thở dốc, rầm rầm quay trở lại. So hai bên, một bên tán loạn tập kết, một bên tụ quần công kích, hậu quả có thể nghĩ. Trên chiến trường đây chính là chênh lệch yếu mạnh. Mắt thấy thế trận tấn công đang rầm rầm chạy tới, thống lĩnh kỵ binh Lang Nha Tặc khàn giọng gầm thét, tập kết nhanh nhanh. Chưa hết được hai câu thì trong mắt đã lộ ra một tia hoảng sợ. Thương Triều Tông giơ trả mã đào lao ra phía gã ta, một đao chém xuống bị thương. Sau lưng Thương Triều Tông đào quang như nước chảy mây trôi, liên tiếp vùng đào lên, đao bổ liên tiếp vào người, không kịp trở tay. Trên người gã liên tiếp bị chém mấy phát, máu tươi bắn ra, cả người rơi xuống, ngựa bị loạn vó xông qua trà đạp cho máu thịt bè bét lăn lộn. Thống lĩnh kỵ binh bị chết trận, trận doanh vẫn chưa tập kết hình thành xong, đừng nói tấn công, ngay cả trận thế phản kháng hữu hiệu tấn công của đối phương cũng chưa kịp cấu tạo. Thương Triều Tông bắt lấy chiến cờ, một ngựa đi đầu xuất lĩnh anh Dương Vũ Liệt Vệ như là gió táp liệt hòa đảo qua, dùng khí thế xé nát tất cả, một đường giết cho người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không ít Lang Nha Tặc nhìn thấy khí thế chém giết này, lao đến đã nhanh chóng ước thúc chiến mã đổi hướng chạy trốn. Sĩ khí bị tán loạn, hơn ngàn kỵ binh đối mặt còn chưa đến trăm kỵ binh, chỉ hai lần chịu tấn công đã hoàn toàn tan tác. Cái loại cục diện chém giết khí thế này với Nghi Hữu Đạo mà nói là đã đủ rung động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chém giết thiết huyết thế này. Hơn trăm người của bang phái giang hồ giới đấu hắn gặp qua không ít, nhưng mà hoàn toàn không thể so với một trận này. So với một trận này, nói đơn giản chỉ là một đám u hợp, một đám nít xanh không đáng ra gì. Dù hắn không hiểu trinh chiến kỵ binh, cũng có thể nhận ra hai chi kỵ binh tốt xấu khác biệt. Một chi cần chỉ huy viên điều khiển kiểm soát mọi lúc, lộ ra tương đối lỏng lẻo. Một chi liền thành một phối, mức độ phối hợp hữu hiệu cực cao, chính kỳ đến đâu đánh thắng đến đó. Viên Cường chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai tay siết chặt. Phương pháp luyện binh của anh Dương Vũ Liệt Vệ, ta chắc chắn phải nghĩ cách lấy cho bằng được. Phương Nhược Nam tự nói thầm, chưa đến 500 kỵ binh đối đầu với ngàn kỵ binh, hai lần tấn công đã đánh tàn đối phương, khiến cho nàng ta cũng rung động. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể không thừa nhận, đối đổi lại là mình, thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh đối đầu Thương Triều Tông, e là kết quả cũng sẽ giống như vậy. Thế cục chiến trường không để cho Phượng Nhược Nam suy nghĩ nhiều. Thương Triều Tông chính diện đánh tan kỵ binh, khiến nàng ta phải nhanh chóng nắm lấy chiến cờ. Phượng Nhược Nam biết rõ vùng bình nguyên này tác chiến kỵ binh mới là lợi khí công kích có uy lực lớn nhất, lợi khí cường đại nhất của quân địch đã bị Thương Triều Tông đánh tan, còn lại bộ binh rất khó cản được tấn công của kỵ binh bên này. Nàng ta nhanh chóng vung thương hạ lệnh, tả kỵ công kích phương trận bộ binh của địch từ cánh trái, hữu kỵ công kích cánh phải, hai cánh giáp công. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.